Hello, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho quý anh chị mẫu xe Toyota Fortuner được sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Lăn bánh chỉ mới có 28.000 km à nha anh chị. Một chiếc xe rất là đẹp, trang bị động cơ xăng 2.7 lít. Xe hai cầu, có hai ghế điện nè, ba chế độ lái, lẫy chuyển số sau vô lăng, bộ mâm hộp kim nhôm to bản. Đây là phiên bản cao cấp nhất nha anh chị. Bình thường thì mình chỉ đi một cầu thôi, khi nào mà anh chị leo đèo vượt dốc đó mình sẽ cài qua chế độ hai cầu, để cho khi mà mình đi bình thường nó sẽ có một cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào 9.4 lít thôi nha anh chị. Và khi mà mình đi tổng hợp nè, nó chỉ rơi vào 11 lít thôi. Một chiếc xe rất là đẹp, mang màu trắng ngọc trai. Xe này thì sản xuất 2021 thì cô chú anh chị sẽ còn được bảo hành lên đến 2024 nha anh chị. Xe màu trắng rất đẹp, một mẫu xe 7 chỗ nè, gầm cao nè, bền bỉ, và đặc biệt hơn nữa là form dáng thì không có bị lỗi theo lỗi mod theo thời gian nha anh chị. Khá là đẹp. Nước sơn zin á thì hầu như là còn nguyên xe. Anh chị. Còn khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nó chỉ có một cái dấu đá bắn ở đây. Thì cái dấu này cũng có thể làm nguội lại, làm nguội chứ nghĩa là không sơn nước sơn zin luôn. Nước sơn này nó chưa có chày. Xe Fortuner. Một chiếc xe rất đẹp. Xe này ngày xưa mua mới thì nó gần khoảng hơn 1,5 tỷ nha anh chị. Còn bây giờ thì bên Học đang chào bán chỉ với mức giá 1.070.000.000 là anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc xe Toyota Fortuner rồi. Rồi đầu tiên thì Học sẽ đi vào chi tiết để kiểm tra cũng như là giới thiệu về phần ngoại thất của xe. Đối với phiên bản cao cấp này thì anh chị sẽ có một cái công nghệ đèn pha là bi-pin LED nha anh chị. Đây, công nghệ đèn pha bi-pin LED, một cái cặp mắt rất đẹp, có một cái ga lăng cũng như là hình ruộng bậc thang, một cái logo to bản ở đây. Trực diện xe thì anh chị nhìn thấy không, những cái đường như là ốp bạc nè, logo nè, rồi lưới tản nhiệt. Fortuner thì nó làm không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng mà có một cái hiệu suất rất là cao anh chị. Form dáng này anh chị đi thêm 10 năm nữa cũng không có thấy nó bị lỗi thời anh chị. Xe Toyota nó có một cái điểm hay là như vậy. Đó, anh chị nhìn thấy không, rất đẹp. Xe màu trắng ngọc trai, nước sơn zin hầu như là còn quanh xe luôn anh chị. Đây cũng là đèn led này, đèn báo rẽ thì được tích hợp xuống phần dưới rồi. Đó, vỏ zin của xe Fortuner 2021 đó anh chị, quá đẹp. Phần đầu xe nước sơn cabo nè, mí cản ở đây anh chị nhìn cũng còn cái chỉ nè, nước sơn zin nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không, cái này cũng là nước sơn zin. Vỏ xe thì còn gì cui à, đi chỉ mới 28.000 cây à. Xe thì được trang bị vỏ Bridgestone, vỏ là chắc chắn là zin theo xe rồi. Mâm thì sơn tĩnh điện, một cái bộ mâm rất là to, và nhìn Fortuner lúc nào nó cũng là một cái sự chắc chắn an toàn hết nha anh chị. Anh chị nhìn thấy không, mâm dày cui à. Đây nè, mâm này thì còn zin luôn, chưa sơn. Phần ba đờ sóc bên trong là anh chị nhìn thấy không, mới tinh, không khác gì xe mới hết. Và xe anh chị sẽ còn được bảo hành tới 2024, chỉ có bình ắc quy, gạt mưa và bốn vỏ là không bảo hành thôi. Đó anh chị, không khác gì một chiếc xe mới hết. Toyota Fortuner phiên bản hai cầu. Phiên bản này là phiên bản cao cấp, máy xăng, chân kính zin theo xe nè. Và bên phụ này anh chị cũng sẽ được trang bị thêm một cái ghế điện 8 hướng nè, ghế da màu đen. Đó, bên trong thì bên Học đã diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm rồi cô chú anh chị ơi. Đó, nên là chiếc xe này về anh chị không có sợ vi khuẩn nằm bên trong khi mà mua những cái xe đã qua sử dụng nè. Đó, diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm. Xe này thì nó còn quá mới, đi chỉ mới 28.000 cây, đã có phim cách nhiệt cũng như là lót sàn. Đó, những cái bệ bước chân này không tì vết, không chày xước nha anh chị. Đâu khác gì xe mới đâu, xe Toyota mà anh chị biết rồi, đồ đồng cối đá mà. Đi chỉ mới 28.000 coi như là vừa xong rô đai. Sản phẩm này thì anh chị cũng sẽ được trang bị là một chạm chống kẹt. Đó, một chạm chống kẹt. Full luôn nha anh chị, full 4 kính. Đó. Xe thì sử dụng hệ thống âm thanh là lo JBL, cho một cái âm thanh ra rất là đầm chắc và trong anh chị. Kèo chỉ thì cam kết với anh chị còn nguyên bản. Cô chú anh chị cũng có thể nhờ bên thứ ba giám định thoải mái nha anh chị, thoải mái. Hoặc là cô chú anh chị mang chiếc xe đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị check qua đâm đụng đó. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi. Xe này thì được cái là gầm cao anh chị, đi đồ phan vô tư. Cô chú anh chị nào mà đi bừa cài, đi nhiều, đi những cái đường mà gồ ghề, nói chung là xe Toyota sản xuất ra để cho mình bào anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không, những cái thảm này còn mới nguyên hết. Ở phía sau đây thì anh chị sẽ có sạc 12V, ở trên đây thì có điều chỉnh nhiệt độ dàn lạnh cũng như là đèn chăn, có tất cả các cửa gió ở ba hàng ghế.
Phía sau thì anh chị sẽ dùng phanh đĩa, xe thì có cân bằng điện tử nè, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh AB. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đi 28.000 vỏ zin theo xe còn gì cui luôn. Anh chị nhìn thấy không? Mới tinh nè. Mâm này cũng là mâm zin, chưa sơn luôn nha anh chị, chưa chạy xước luôn. Đó. Đây, cái cản sau nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, anh chị nhìn thấy cái chỉ không? Mới tinh nè. Toyota Fortuner. Và với cái form dáng xe thì học thấy góc nào nó cũng đẹp anh chị, nhìn rất là cao và bời thới. Đó, nhìn cái dáng xe nó rất là trường anh chị. Fortuner thì học thấy cái màu trắng ngọc trai cũng như là màu đen, nó giống giống như là Toyota Camry đó. Có rất là nhiều anh chị yêu chuộng cái màu trắng này, rất là dễ sử dụng. Đèn phía sau thì nó sử dụng là form cái đèn mới nha anh chị, form đèn 3D. Form dáng thì giống nhưng mà nhìn kỹ là thì nó sẽ khác anh chị. Hơn nè. Và nó tạo nhiều con led ở trong, sáng hơn, đẹp hơn, sắc nét hơn. Đó. Xe này thì anh chị cũng có được trang bị cấp điện là zin theo xe nha anh chị. Cấp điện zin theo xe. Đó. Toyota Fortuner. Máy dầu, máy xăng số tự động. Hai cầu. Đây. Hai cầu thì phiên bản cao cấp này anh chị sẽ có lo JBL, phiên bản còn lại là không có nha anh chị. Đây. Ở chằn thì là mới tinh hết à. Anh chị nhìn nè. Những cái ghế nè. Chị nhìn thấy không? Đâu khác gì xe mới đâu. Bên học đã diệt khuẩn khử mùi và tách ẩm rồi. Nói chung là xe về bên học đi 1.000 cây học vẫn làm cái gói này nha anh chị. Đó, vì cũng như là vì cam kết của bên học, cam kết cho anh chị bằng văn bản. 1.070.000.000 nha cô chú anh chị, Fortuner. Ăn chắc mặt bền. Xe cài cuốc. Đó, có giá trị theo thời gian. Đó. Vỏ xe cua xe này thì gớm chưa hạ luôn anh chị. Chưa hạ luôn. Gầm bệ đồ còn mới tinh. 2021 nha anh chị. Rất đẹp. Nói chung là xe này nước sơn zin hầu như là còn quanh xe luôn anh chị. Đây, cản sau nè. Nẹp chân kính. Zin theo xe. Tay nắm cửa mà rơm. Túp bi, túp lô là còn mới tinh. Fortuner. Mới nguyên á anh chị. Ở đây cũng là bằng da luôn anh chị. Ở đây cũng là bằng da. Cốc để ly. Bảy bước chân. Nói chung là xe này quá mới rồi anh chị ơi. Anh chị nhìn thấy không? Mới nguyên à. Hàng ghế thứ ba xe này cũng khá là rộng rãi anh chị. Nút bấm nè. Rồi, phía trước thì anh chị cũng sẽ có trang bị một cái ghế điện dành cho bên tài. Đó. Xin mất keo chỉ cho này gì? Không mắc một phân keo chỉ nào hết. Nguyên bản, kể cả nước sơn mà hầu như còn zin quanh xe. Đó. Đây anh chị nhìn nè. Mới tinh, qua lăng. Đó. Đẹp không cô chú anh chị? Quá đẹp. Chị nhìn bằng đạp chân phanh. Lo JBL. Vô lăng mới nguyên luôn anh chị. Có cái màn hình chờ rất là đẹp. Ở đây. Đó. 28.935 cây. Lo JBL rất là đẹp. Gương chống chói nè. Và cái phần ở đây nó cũng làm khác biệt đó nè. Nó có cái nẹp mạ rơm nè anh chị. Nhìn sang trọng hơn ha. Camera lùi, rin theo xe. Hệ thống lạnh tự động. Đây, bình thường thì anh chị chỉ chạy là một cầu nhanh nè anh chị. Một cầu nhanh. Và hai cầu nhanh. Bình thường thì anh chị chỉ chạy cái này thôi. Đó. Còn khóa phi sai. Khóa phi sai là điện tử luôn. Ốp gỗ đen. Đó. Ga tự động, lấy chuyển số thông minh. Đầy đủ hết. Đời startup. Đại học mở khoang động cơ cho anh chị xem nha. Vỏ thì 4 vỏ zin theo xe 2021 mà đi chỉ mới 28.000 cây thì vỏ thì còn mới tinh anh chị, như mới thôi. Đại học mở khoang cabo. Và đây là khoang động cơ. Khoang động cơ này thì bên học cũng sử dụng dung dịch 3M cũng như là công nghệ và quy trình của 3M nha anh chị, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh.
Anh chị mà sử dụng chất tẩy rửa mạnh sao mốt mấy cái ống sáo này nó sẽ ten, nó đen hết. Đó. Bên học làm là quy trình hết. Tại vì nhiều khi bán xe này cho anh chị xong, anh chị đi 10 năm hoặc là 5 năm sau, đó, anh chị có nhu cầu đổi xe đời cao cấp hơn, đó, lúc đó là mình đổi xe thì bên học cũng có nhu cầu là mua lại với giá cao nhất thị trường nha anh chị. Đó, xe rất đẹp, động cơ là chưa chạm bất kỳ con ốc nào nha anh chị. Mọi chi tiết nó còn mới tinh, xe Toyota mà đi chứ mới hai mấy thì không có gì phải bàn hết anh chị ạ. Toyota Fortuner. Để học, học sẽ đọc cái biển số nha anh chị. Biển số xe này là 60K00257 thì đăng kiểm nó còn tới tháng 5 2024. Đó. Rồi để học sẽ đi lại một vòng nha cô chú anh chị. Toyota Fortuner phiên bản siêu cao cấp, máy xăng số tự động 2 cầu, màu trắng ngọc trai, nội thất đen. Chạy mới có 28.000 cây, còn bảo hành chính hãng tới tháng 10 2027. Tới tháng 10 xin lỗi anh chị. Xe này bảo hành 3 năm, học đọc nhầm chứ Ross. 2021 thì anh chị sẽ còn được bảo hành tới 2024, bảo hành toàn xe nha anh chị, hệ thống đèn đốm, rồi hệ thống điện, hệ thống vận hành, máy móc, động cơ, hộp số, bảo hành toàn xe. Chỉ có 4 cái vỏ gạt mưa, những cái nào chi tiết có tác động vật lý lên là sẽ không có được bảo hành nha anh chị. Chẳng hạn vỏ xe rồi mình đi trên đường mà đinh đâm thì nhà máy sẽ không bảo hành cho mình, còn bình thường thì họ sẽ bảo hành. Anh chị nhìn hộp số giữa này đó, nói chung là quá mới rồi anh chị, xe này thì không cần phải coi gì hết. Quan trọng anh chị ưng form dáng giá cả hợp lý anh chị mua. Rồi bên học có thu mua những xe cũ đời cao, đặc biệt là những dòng xe như Fortuner, Honda CRV, Kia Carnival hoặc là Sentona. Xe này học bán rồi anh chị, xe này học cọc rồi. Innova 2018 nè, Toyota Rush 2022, Innova 2021, Camry 2022 2.5Q, Ventura 2019 thì xe này cũng đã bán rồi nha anh chị, học cọc rồi. Vigo 2021, Yaris 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mới có 6.600 cây. Rio xe này chạy được 54.000 cây 2019, có 350 triệu anh chị. Còn đây là Sport Tivo 2016. Ở bên học cũng còn khá là nhiều xe rồi, đang về con Vigo 2021 nha anh chị. Xe đó thì bảo hành 5 năm, chạy mới có 24.000 km. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thái Học Ô tô Sài Gòn nha. Và học một ngày mới, học xin kính chúc cho anh chị luôn luôn bình an, thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Học xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh của học để khi lên YouTube không có bỏ qua những cái sản phẩm mà học update hàng ngày nha anh chị. Rồi học xin kết thúc video tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.